Minh Tuấn thì có hỏi là công nghệ lõi có vẻ là cuộc chơi của các ông lớn về tiền và quy mô nhân sự, là kỹ sư rồi nhà khoa học vân vân, thì so với các tập đoàn hàng đầu thế giới thì BKAV nhỏ bé hơn nhiều. Điều này sẽ gây khó khăn thế nào cho BKAV nói riêng và các doanh nghiệp Việt nói chung trong việc sử dụng công nghệ lõi? Rồi, các bạn có biết không, rất là đặc biệt ấy, thì hầu hết các tập đoàn đa quốc gia các bạn đang biết hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, thì họ đều được bắt đầu từ một vài cá nhân và từ những ví dụ như là từ nhà kho của nhà họ, từ công ty của họ bắt đầu là chỉ từ nhà kho. Đấy, và phần lớn các công ty công nghệ hiện nay thành công đều như vậy. Thế thì đó là tại sao? Nó rất liên quan đến công nghệ lõi chúng ta đã nói từ đầu buổi đến bây giờ. Họ rất là nhỏ nhưng là họ sở hữu công nghệ lõi. Công nghệ lõi đó đến một thời điểm nào chín muồi thì nó sẽ tạo ra sự bùng nổ. Đấy, nó sẽ tạo ra sự bùng nổ. Có thể là trong giai đoạn đầu thì nó nhỏ hơn. Tôi nói ví dụ ngay như BKV ấy, thì 6 năm rưỡi đầu tiên chúng tôi không hề có một sản phẩm nào luôn. Chỉ là nghiên cứu các công nghệ để sở hữu các công nghệ lõi đó. Thế nhưng là sau 6 năm rưỡi thì ra phiên bản đầu tiên B1, thì đến nay là B86, sau 4 năm ấy, nó đã khác hẳn rồi. Bây giờ chúng tôi 1 năm có thể ra 2 phiên bản, trước kia phải 6 năm rưỡi để ra 1 phiên bản. Thế nhưng khi mình đã làm chủ như vậy thì mình hoàn toàn có thể làm cạnh tranh sòng phẳng với các hãng trên thế giới. Hiện nay thì phải nói rất thẳng thắn là chúng ta không hề phải ngại để cạnh tranh cả về thiết kế kiểu dáng, thiết kế cơ khí, thiết kế mạch điện tử và thiết kế phần mềm. Chúng ta không hề ngại bất kỳ hãng nào trên thế giới cả. Đấy, và chúng ta như đối với BKV thì các bạn đã thấy rồi đấy, chỉ là vấn đề thương mại nữa thôi. Còn ở đây thì tôi cũng chia sẻ rất là thẳng thắn với các bạn, trong đây có rất là nhiều các bạn là BFan. Các bạn có thể nói là có thể trong một dịp khác tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn, nhưng buổi hôm nay thì tôi cũng sẽ có thể chia sẻ với các bạn một phần. Vì nhiều bạn sẽ nói là các ông làm thương mại kém lắm, chán lắm, marketing chán lắm. Thì các bạn có biết là tại sao không? Các bạn thấy Samsung, thấy Oppo, thấy Apple vân vân ấy, về marketing họ xuất hiện ấy, thì đó là như thế nào? Họ phải bỏ những tiền ra để quảng cáo. Thế thì marketing tốt hay không, nó còn là có nhiều tiền hay không? Thì nãy tôi cũng chia sẻ rồi, ở Việt Nam ấy là các ngân hàng họ chưa hề cho vay trong lĩnh vực này. Họ chỉ cho vay trong lĩnh vực bất động sản là phổ biến. Thế thì tôi đến nay đã bỏ ra là hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt. Và nếu các bạn tìm hiểu ấy, thì rất ít người bỏ ra 1.000 tỷ tiền đồng, kể cả là lĩnh vực bất động sản, tiền mặt. Thường họ chỉ bỏ vài trăm tỷ, vài chục tỷ, thì sau đó họ xây xong rồi ngân hàng tiếp tục cho vay và cứ như thế nó lên hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đó. Thế nhưng là làm công nghệ nó khác. Tôi chấp nhận là phải bỏ tiền túi của mình ra như vậy, phải bỏ tiền túi. Và vì như vậy ấy, thì với mức độ của chúng tôi hiện nay ấy, là chúng tôi sẽ nói thẳng thắn với các bạn là tôi thiếu cho phần về marketing và thương mại. Chứ về phần đấy thì nó không hề khó đâu. Các bạn thấy là BKV không bỏ tiền ra mấy cho phần đấy, nhưng chúng tôi cũng có thể mỗi một lần thì các bạn thấy về là còn thu hút hơn cả những hãng khác lớn trên thế giới. Tôi sẽ có thể chia sẻ với các bạn như vậy. Thế thì vấn đề chỉ là tiền thôi. Thế và vậy thì gỡ một cách nào? Ngân hàng chắc chắn là trong nhiều năm tới cũng chưa có đâu. Nói như này không phải tôi trách, vì là thể tức là bởi vì là hệ thống của chúng ta nó đang là như vậy, không dễ để thay đổi việc đó. Thế thì chúng tôi phải gọi vốn đầu tư. Thế và rất may là rất vui là chúng tôi đã có nhà đầu tư để chúng ta có thể thực hiện việc đó. Đấy, và tất nhiên tôi sẽ bán bớt cổ phần của mình để làm việc đó. Thế và điều đó là hoàn toàn bình thường đối với lĩnh vực công nghệ. Và tôi tin rằng thì chúng ta sẽ thành công, bởi vì cơ bản nhất trong lĩnh vực này đó là công nghệ lõi. Tôi có thể nói thêm một ví dụ khác, như là hiện nay các bạn thấy không, các nước châu Âu là họ đang phải mua smartphone của Huawei rất là nhiều. Thế rồi các bạn sẽ thấy một hình ảnh nó rất là hơi kỳ lạ, đó là ông Trump, thường xuyên chúng ta hình ảnh ông Trump đúng không? Ông Trump ông ấy cấm các nước châu Âu, cấm trong nháy là mua smartphone, mua công nghệ, mua thiết bị của Huawei Trung Quốc. Nếu là cứ mua thì ông ấy sẽ không cung cấp thông tin tình báo cho các nước đấy nữa.
Thì thực sự tôi tin rằng ấy, đặt vào vị trí của các nước châu Âu đấy thì tôi nói thật là tôi cảm thấy dùng từ nào cho nó đúng nhỉ? Nếu là tôi là ở những nước đấy tôi sẽ cảm thấy rất là trăn trở. Tôi ở đây thì tôi không nói dùng những từ nó nặng nẽ hơn, tôi nghĩ là các bạn có thể hình dung đấy, cả một nước châu Âu vĩ đại như vậy, các nước châu Âu vĩ đại như vậy nhưng thường xuyên bị ông Trump ông ấy đe dọa là vì vẫn cứ mua của Huawei. Thì tại sao họ không có thiết bị của họ? Để làm smartphone không dễ, trước đây họ đã từng có Nokia là tự hào của châu Âu. Nhưng Nokia sau đó thì thất bại và cũng không dễ để các nước châu Âu có thể có hãng sản xuất smartphone thực sự. Đấy, vậy thì nhưng Việt Nam chúng ta là một nước chưa giàu, chưa hề giàu, còn rất nhiều khó khăn. Chúng ta đã có thể sở hữu để có thể sản xuất được các thiết bị như vậy và chúng ta có chiến lược. Thế thì đây là một tiềm năng vô cùng lớn. Và tôi chắc rằng là các bạn đang theo dõi livestream này cũng là những người như vậy, là những người đang cùng chí hướng với chúng tôi, đang cùng nhau, chúng ta cùng nhau để lan tỏa những cái khát vọng của chúng ta, của BKAV, để không chỉ chúng ta thành công trong lĩnh vực này, nó là chúng ta thành công trong lĩnh vực công nghệ nói chung, có thể giúp cho công nghệ là động lực chính để phát triển kinh tế của đất nước, để chúng ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thoát khỏi là một nước đang phát triển để trở nên là một cường quốc trong tương lai, trở nên hùng cường trong tương lai. Và tôi khát khao và tôi thực sự trong đáy lòng là tôi đã nhìn thấy, chúng ta đã chạm tay vào điều đó. Chúng ta đã chạm tay vào điều đó và tôi thực sự tin tưởng là chúng ta có thể làm được. Và tôi tổ chức những buổi livestream như này cũng là để muốn tất cả các bạn cũng có cùng khát vọng đấy với chúng tôi, cùng cùng nhau để chúng ta chung tay và để xây dựng một nước Việt Nam hùng cường sử dụng bằng công nghệ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay và các bạn hẹn gặp các bạn trong các buổi livestream khác trong thời gian sắp tới. Cảm ơn tất cả các bạn.